mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã phú mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe mô tô khiến một người đàn ông đi xe mô tô tử vong tại chỗ Cụ thể vào khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 10, anh Nguyễn Minh Tỉnh, sinh năm 1983, thường trú tại thị trấn Tăng Bạt Hồ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51D47825 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R19257 lưu thông theo hướng từ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 đi tỉnh Đồng Nai. Khi đến km 39-900 quốc lộ 51, đoạn ngã tư đèn tín hiệu giao thông giao giữa khu công nghiệp B1A2 giao với quốc lộ 51 thuộc tổ 2, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, anh tỉnh đã điều khiển chuyển hướng rẽ phải vào quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô Yamaha Movista mang biển kiểm soát 70 l 143206 do ông Kiều Văn Đắt, sinh năm 1965, thường trú phường Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang điều khiển lưu thông cùng chiều, khiến ông Đắt tử vong tại hiện trường. Vụ tai nạn giao thông đúng vào giờ cao điểm, kèm theo trời mưa khiến giao thông trên quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài. Các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng công an thị xã Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân điều tiết giao thông hơn 3 giờ đồng hồ. Đến hơn 9 giờ, giao thông mới được thông suốt.